Ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa cho biết, miền Bắc sắp đón một đợt không khí lạnh khiến nền nhiệt giảm mạnh ở nhiều khu vực. Cụ thể, từ chiều nay, ngày 30 tháng 11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sẽ có nhiệt độ thấp nhất từ 16 tới 19 độ, trung du miền núi nhiệt độ thấp nhất từ 12 tới 15 độ. Riêng một số vùng núi cao như Ô Quy Hồ, Sapa, mẫu đơn dưới 10 độ. Trời rét buốt tập trung vào ngày 1-2 tháng 12. Những ngày sau đó nhiệt độ giảm dần, ông Tuấn cho biết. Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, các tỉnh miền Trung sẽ có đợt mưa lớn diện rộng, bắt đầu từ đêm nay đến ngày 3 tháng 12, với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-300mm, có nơi 400-500mm. Tiếp tục chia sẻ, Phó trưởng phòng dự báo thời tiết cho biết, năm nay miền Bắc sẽ trải qua một mùa đông ấm do chịu tác động của El Nino. Ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng dự báo thời tiết cho biết, nghĩa là nhiệt độ trung bình cao hơn so với trung bình nhiều năm ở nhiều khu vực. Năm 2022-2023, đợt rét đậm rét hại đầu tiên diễn ra vào cuối tháng 12, tương đương trung bình nhiều năm, nhưng năm nay sẽ diễn ra muộn hơn. Dự báo xảy ra vào tháng 1 năm 2024. Đợt rét đậm rét hại này không kéo dài, không gây ảnh hưởng trên diện rộng. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, dự báo sắp tới một đợt không khí lạnh mạnh có thể tràn xuống nước ta, gây ra đợt rét diện rộng đầu tiên của mùa đông năm nay ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Cụ thể, theo các chuyên gia khí tượng, khoảng đầu tuần tới, một đợt không khí lạnh có cường độ từ trung bình đến mạnh có thể tràn xuống nước ta. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong 2 ngày 12 và 13 tháng 11, miền Bắc có thể đón mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Riêng phía Đông Bắc Bộ xuất hiện mưa rải rác từ ngày 11 tháng 11. Tại miền Trung, ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với địa hình đón gió nên từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 11, khu vực này có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng. Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, dự báo từ ngày 13 tháng 11, khu vực vùng núi, trung du các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ có thể chuyển rét với nhiệt độ cao nhất khoảng 19-21 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ. Khu vực đồng bằng chuyển lạnh với nhiệt độ cao nhất từ 22-24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ. Trước khi đón không khí lạnh, từ nay đến cuối tuần, các tỉnh miền Bắc duy trì thời tiết hừng nắng, ít mưa, trời se lạnh vào đêm và sáng. Khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, ngập úng tại nơi trũng thấp. Cũng theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mùa đông năm nay đến muộn và được nhận định là ấm hơn trung bình nhiều năm. Từ đầu tháng 10 đến nay, miền Bắc đón 3 đợt không khí lạnh tràn xuống. Tuy nhiên, các đợt không khí lạnh này chỉ khiến nền nhiệt giảm nhẹ, trời se lạnh về đêm và sáng. Theo đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, mùa đông năm 2023-2024, không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. Rét đậm rét hại có thể xuất hiện muộn và số ngày rét đậm rét hại có xu hướng thấp hơn. Trận mưa như chút nước kéo dài hôm nay 7 tháng 11 đã khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng ngập sâu. Tại tuyến đường Âu Cơ, Đồng Kè, Lạc Long Quân, đường số 4, Nguyễn Lương Bằng, đoạn cổng khu công nghiệp Hòa Khánh, nước ngập sâu từ 0,3 đến hơn 0,5 mét. Tại khu vực cổng khu công nghiệp Hòa Khánh giao với đường Nguyễn Lương Bằng, nước ngập sâu hơn 0,5 mét. Hàng loạt xe bị chết máy, phải sát bộ, phương tiện lưu thông qua khu vực này hỗn loạn. Trong khi đó, đường Âu Cơ, đoạn trước chợ Thanh Vinh, nước đục chảy cuồn cuộn. Người dân phải căng dây cảnh báo. Bên trong chợ Thanh Vinh, nước ngập sâu hơn 0,3 mét. Các tiểu thương buôn bán tất bật di chuyển đồ đạc lên cao. Nước ngập sâu, xe chết máy khiến dân khổ sở đẩy xe giữa biển nước. Nhiều người không dám đi phải chọn vỉa hè cao dừng xe, chờ nước rút. Dòng nước đục ngầu từ phía núi đổ về ngập chợ Thanh Vinh trong chiều 7 tháng 11. Đến 16:30, tại Đà Nẵng vẫn đang mưa lớn. Người dân ở các khu vực thấp trũng cũng chuẩn bị kê dọn đồ đạc nhằm tránh bị hư hỏng. Những ngày qua, mưa lớn trên diện rộng đã càn quét, gây ra nhiều thiệt hại cho các tỉnh miền Trung, đặc biệt là tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Mực nước liên tục dâng cao khiến hàng nghìn nhà dân bị ngập, giao thông tê liệt. Tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, hàng loạt tuyến phố ngập sâu từ 50 đến 70cm. Các điểm ngập nặng nhất là ngã tư Lê Lợi, Trần Phú, vòng xuyến trước trụ sở công an thành phố cũ, đường Triệu Quốc Đạt. Chưa có thống kê chi tiết thiệt hại, ghi nhận ban đầu đã có hàng nghìn hecta lúa và hoa màu của người dân ở các huyện Hà Trung, Vĩnh Lộc, Quan Hóa, Như Xuân, Lang Chánh bị hư hại do ngập úng, gãy đổ trong mưa lũ.
Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, tỉnh có 25 hồ đập đầy nước, hơn 150 hồ có dung tích trên 70% dung tích thiết kế. Nhiều nhà máy thủy điện thông báo xả lũ, có 31 điểm ngập nước buộc phải chặn đường trên các quốc lộ và tỉnh lộ, nhiều điểm bị sạt lở nặng. 1.178 ngôi nhà bị ngập, 1.081 hecta hoa màu bị hư hỏng, 116 hecta ao hồ bị ngập, hàng trăm con gia súc bị cuốn trôi. Tại Hà Tĩnh, có nơi nước lũ dâng ngập tận nóc nhà. Nước dâng cao cuốn theo lượng lớn đất đá. Khi chảy qua cầu dân sinh nối thị trấn và bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ bị tắc nghẽn khiến nước chảy tràn qua tuyến đường trung tâm thị trấn Mường Xén. Nhiều nhà dân bị nước chảy tràn vào. Huyện Kỳ Sơn đã chỉ đạo các lực lượng điều động máy móc đến hiện trường khơi thông dòng chảy, hỗ trợ nhà dân kê cao tài sản phòng tránh thiệt hại. Kế hoạch phá cây cầu dân sinh để tránh tắc nghẽn dòng chảy cũng đã được đưa ra. Miền Trung vẫn đang trong mùa mưa lũ, vậy nên nhiều ngày qua, mưa lớn xối xả ở miền Trung khiến nhiều trường học ở Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Đà Nẵng cho học sinh nghỉ học. Theo dự báo, ba đợt mưa lớn dồn dập sẽ trút xuống miền Trung trong tuần tới. Cụ thể tại Đà Nẵng, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố này vừa có công văn khẩn cho học sinh các cấp trên toàn thành phố nghỉ học do mưa lớn. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng thông báo cho học sinh, học viên trung học phổ thông, trung học cơ sở và tiểu học không học bán trú trên toàn thành phố nghỉ học từ chiều 13 tháng 10 do một số đoạn đường ngập sâu, đi lại khó khăn, nguy hiểm. Riêng đối với các trường có học bán trú, trẻ mầm non và học sinh vẫn học buổi chiều, nhà trường chủ động sắp xếp thời gian, thông báo phụ huynh đón con vào cuối buổi học chiều nay, đảm bảo an toàn, dự kiến sau 15 giờ sẽ ngớt mưa. Công văn nêu rõ, trong trường hợp diễn biến tình hình thời tiết còn phức tạp kéo dài, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có thông báo khẩn tiếp theo cho học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học để đảm bảo an toàn cho con em. Theo đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng cũng đã có công điện ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn thành phố. Ban Chỉ huy yêu cầu lãnh đạo quận, huyện chỉ đạo triển khai phương án phòng chống mưa lớn, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, đặc biệt là sẵn sàng phương án sơ tán dân. Đối với khu vực Thừa Thiên Huế, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh trên địa bàn cũng vừa cho 2.960 học sinh trên địa bàn nghỉ học do tình hình mưa lớn phức tạp. Cũng theo dự báo, mưa lớn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ còn kéo dài. Việc mưa to đến rất to nhiều nơi khiến nhiều tuyến đường liên thôn ở huyện Phong Điền bị ngập cục bộ 15-50cm, có nơi ngập 70cm. Trước tình hình mưa lũ phức tạp, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát công văn đề nghị các trường học trên địa bàn căn cứ vào tình hình mưa lũ để cho học sinh nghỉ học. Theo thống kê, hàng chục trường học trên địa bàn huyện Phong Điền đã cho học sinh nghỉ học. Theo dự báo, tình hình mưa lớn dự báo còn kéo dài từ nay đến hết ngày 20 tháng 10. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 200-400mm, có nơi trên 700mm. Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, chỉ có sông Bồ có mực nước trên báo động 1 là 0,53m. Các hồ chứa nước trên địa bàn cũng đang ở mức an toàn và đang được theo dõi sát sao. Còn tại tỉnh Quảng Trị, mưa lớn gây ngập lụt cũng khiến Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hải Lăng cho biết huyện này có 6 điểm trường với 2.063 học sinh mầm non, tiểu học và trung học cơ sở phải nghỉ học do mưa ngập. Hiện mực nước ở một số xã vùng trũng phía nam huyện Hải Lăng bị ngập từ 50cm. Theo đó, tùy theo diễn biến mưa lũ và điều kiện thực tế tại cơ sở, các trường học cho học sinh nghỉ học trong trường hợp không bảo đảm an toàn cho học sinh. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa dông tiếp diễn ở khu vực phía Nam, Đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Sơn La, Thanh Hóa và Nghệ An. Lượng mưa trong 24 giờ phổ biến từ 30-70mm, có nơi mưa lớn trên 100mm. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi vẫn có mưa nhưng lượng giảm hẳn so với những ngày qua. Tổng lượng mưa dao động từ 10-30mm, có nơi lượng mưa 50mm trên ngày. Trong khi đó, khu vực Việt Bắc và Đông Bắc ghi nhận lượng mưa nhỏ hơn, dao động từ 20-40mm. Cục bộ có thể xuất hiện mưa to trên 90mm. Thời gian mưa tập trung vào ban ngày và giảm dần về tối. Mưa dông cũng duy trì ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, tập trung về chiều và tối. Người dân đề phòng lượng mưa lớn trên 60mm có thể gây ngập úng tại khu đô thị. Cơ quan khí tượng tiếp tục cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại khu vực trũng thấp. Tại các địa phương Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An,